อะไรว่าว่าต้องบงนี่ของตายตายได้วัดชูเหียงได้หนูหวายได้หนูจิ้มมันจิ้มเหียงจิ้มมันจิ้มมันเหลือตายยืนได้ละเงยมู้ไถ่ดาวออกตันโขบกลางเหลือตันดาวคือจะเวิร์กเลยพี่ได้ละประการฟ้าใบเวิร์กจะหนึ่งเช่นไถ่ดาวว่าบางทักดูคุณโบวิทย์เจ๊ทังเดินตื่นทันโขบตื่นเส้นเวทีจันทิวาเด็กตัว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 ฉันเช็คเท่าไหร่ไฮโดที่ดูเหมือนบุญวัดบุญดับไว้ไฮโดไฟเสียดายเจ้าลุงตุ๊ดตุ๊ดฮักวิสีเสียดายยาโยกตกตาจ้องเสียดายดูเวียนที่หัวเด่นตือไทยผู้บังจางvâng người mẫu công nàng vật kinh bắc nay trở về lễ hội kinh dương vương thi đấu thách đấu với đô nguyễn thế thắng đến từ từ sơn nếu thấy hay quý khán giả hãy thưởng nóng và cổ động viên những tràng pháo tay cho đô nguyễn thị hòa của chúng tôi ไอ้ดูบัตรยาวบัตรเก็ตเขาพิมพ์บทนี้ cho giải thưởng đi thi đấu thật tích cực đánh những viên đánh hay thật hấp dẫn cho quý khán giả kinh như vương chúng tôi hôm nay các trọng tài chuẩn bị ai đâu chuẩn bị trận đấu bắt đầu trận thách đấu khán giới để các đô không được bám vào các chốt cấm của đối phương Hà Đô không được cười trên sới thì nhắc Đô có thể thắng còn bên phụ nữ này cứ cười mẫu trên đàn vật kinh bắc chúng tôi vâng anh Ngô Hữu Long đến từ địa phương Ngã Lữ đã thưởng nóng cho đô hòa 200.000 đồng vâng hãy nhận tiền thưởng luôn cho vâng quý khán giả cho tặng khoản tặng chưa kìa người á các trọng tài chuẩn bị hãy chuẩn bị trận đấu tiếp tục Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
À đô tạm nghỉ một phút. Một phút. Mời cả trả anh chiêm ngưỡng người mẫu làm vật kinh bắc của chúng tôi đến từ thành phố Bắc Giang, Nam Bắc, Đài Đỏ. Các thanh niên của địa phương cứ ngắm nhìn thân hình rất thể thao của đô vận hòa của chúng tôi đến từ thành phố Bắc Giang. Gắm thì gắm về cấm chơi vợ. Chúng tôi ban tổ chức xin thông báo tất cả các quý khách đến dự hội vật hôm nay vì chúng ta đỗ xe và xem dẹp về một phía để không cản trở giao thông. Hiện nay là bên cảnh sát có nhắc nhở là các quý khách cho xe gọn vào để lưu thông giao thông trên đường từ cầu về hồ. Hà Đô vào chốt. Quý khán giả, các nhà tài trợ hãy chuẩn cho đô hòa của chúng tôi. Vâng, thân hình nhất thể thao đến từ thành phố Bắc Giang. Nếu đô hòa thắng trong tài du thưởng một phần thưởng riêng. Cố lên. Trận đấu tiếp tục. Đã chuẩn bị trang phục của mình để thi đấu những trận tiếp theo. Hà Đô và Thiên Giới, chúng tôi xin công. Đô Trần Thị Hòa đến từ Bắc Giang, thắng Đô Nguyễn Thế Thắng đến Tư Sơn. Vâng, đề nghị các nhà tài trợ hãy thưởng nóng cho đô hòa của chúng tôi. Đô Nguyễn Thị Hòa đứng dưới, tôi sẽ thưởng một phần thưởng riêng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lần nữa nó không cầm trên cơ, nó cố tình để cho cái này. Tôi có bật chọn riêng cho Đô Nguyễn Thị Hòa đến từ Bắc Giang. Trận đấu tiếp theo, giải Lam Đô Nguyễn Thế Vương đến từ Bắc Ninh gặp Đô Nguyễn Văn Dũng đến từ Hà Lam. Đô thay trang phục vào sân.